Hello cả nhà nhé, hôm nay chị Dấu về thì mình xin giới thiệu là chị Dấu nhà mình đây. Thì là chị tên để làm cho nhàn trưa. Bây giờ mình thử nhé. Đó. Chị đang rất là đẹp nhé cả nhà nhé. Cái này thì mình có thể là thay mực thường xuyên được.